Xin mến chào quý bà con đang nuôi tôm. Sau một thời gian giá tôm thẻ giảm giá sâu tại khu vực miền Tây, hiện nay giá tôm thẻ đã tăng mạnh trở lại. Cụ thể giá thẻ Oxy Hà Nội kiểm kháng sinh thì mời quý bà con xem tham khảo.